dari Cilung deh, duduk mak itu. Mà có thấy gì không? Không thấy, cao báo. Xin thêm cái điện thoại đi rồi nữa. Cao bóng của cái kim đúng không? Dễ nha. Chụp sao hậu trường. Cái đúng mấy xù sao. Có kìa, có đứa ngồi đi, kìa. Vô giường cái nè. Không, để bé nằm ngồi đi, tháo bé nó được rồi đó. Mới à, bao lâu rồi. Không thì cho khách ngồi chờ 5 phút thôi. Để nằm ngoài giường nó cho sáng. Cũng có được mà, nhưng mà không ghi quen ghi số, chỉ ghi vô ta. Thôi bỏ đại, lâu lâu không ghi số gửi chẳng vui. Không có gì làm khó được lo. Hơi đau xin lỗi. Thì dã man luôn. Đau xin lỗi. Chị là mấy người coi video là ok đi chứ. Bình thường sáng trừng trừng đó mà đang bữa nay. Chút
mấy chơi trò hồi xưa thì sao mà cứng á. Cái đèn của Hà sáng vậy vậy. Đèn của chị ít sáng. Một ly anh cánh nặng mù nhớ đời cúp điện con bình thường. Xuống cái cổ này không cần quạt đâu cái ly quạt kiểu như tóc bay quay với người nặng là tập trung nhất luôn, người nằm là chịu đựng. Có video mà hết nghĩa là thấy cục bụng đã rồi mới quay đi chơi với tình thế này mày. D
đưa cao lên xí hả? À, hơi túi nè, hơi túi nè. Chiếm đi quay lại cái hậu trường cầm điện thoại để cho lạ lạ này đang lên giống vui nè. Khi mà em lui lại nhỏ lại á, em quay lung nè. Đừng có tắt thì. Ly còn thì phải bỏ lâu rồi đó. Loan chỉ muốn đi phẫu thuật thôi. Hồi trước bà Loan là mua xe X hả? Thì Hà là dục luôn, dục tiếng xó luôn. Hà đi, Hà ra dục luôn hả? Dục luôn, dục thì dành nó dục. Thì dành nếu vừa để bà Loan là xe X rồi bà Loan hả? Để xong mà. Hả? Nhường lại cái lấy đi, không qua nhường lại lấy đi. Nó để cho mang mà. Ý là để rửa chứ lâu lâu mà cho cái đèn cao lên xí hà. Đưa vô. Thế nó hơi tốt. Đó đúng rồi. Đưa như đứa sáng. Sáng xong mụn không ra luôn. Ừ, đây cũng được nè, được 10 phút là dù cũng được. Nặng thêm mấy con nè. Một nén lầy lắm. Chấn mất rồi. Bài quăng lì chưa vô người đó.
cọc nữa là nghĩ hoài thôi chứ không. Quay bên đây nè. Đó. Em lui lại em quay hai người đi quay đồ luôn á. Ý là em cứ